Dạ các bạn nha, phía trước các bạn thấy đó chính là nút giao Phan Thế Trung nha, cũng đang thi công. Đoạn này nay đâu phẩm nhựa ngon lành nha các bạn. Đoạn này chính là cái đoạn đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang này các bạn. Khu vực của An Hữu với Hòa Hưng, huyện Cái Bè này. Bên dưới thì đang thi công cái đường gom cho người dân ở khu vực này. Tại mình thấy là đang tập trung cho cái việc thi công cái đường gom ở bên dưới đó. Bên trên này hình như là được thảm 2 lít nhựa rồi phải, ở đoạn này nè. Đoạn này thì cũng mới thảm nhựa gần đây, thấy cái mặt nhựa rất là mới. Đây là cầu An Hữu, cầu An Hữu 2. Phía bên rê trái mình thấy ngoài kia là khoảng cỡ 500m thì mình sẽ thấy là cầu An Hữu 1 trên quốc lộ 1A nha các bạn. Trên cầu An Hữu 2 này cũng hoàn thiện rồi nè, lan can hai bên và giải phân cách cứng ở giữa đã hoàn thiện. Cái đoạn đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 và Tiền Giang này thì có chiều dài khoảng 4,3 km, thì cái đoạn đường dẫn này thì nó sẽ thi công như là một cái đoạn cao tốc vậy đó, thì cái đoạn này cũng nằm trong cái thành phần của cao tốc Bắc Nam đó. Bên dưới đang thi công đường gom. Đây có mấy tấm vải địa, mấy tấm bạc để gỡ khá là nhiều á. Bên dưới thì mình thấy là xe chiếc cua đang thi công cho cái đường gom á đó. XL01 nha các bạn. Còn đường dẫn lên tới phần nhịp chính đó, phía trước đó, các bạn thấy đoạn đó chưa phải nhịp chính, đoạn đó chỉ đoạn cầu cạn à. Qua khỏi đoạn cầu cạn đó một chút xíu thì các bạn sẽ lên cái đoạn cầu để kết nối lên cầu Mỹ Thuận 2 á, thì cái đoạn đó là phần nhịp chính, còn cái đoạn này là cái đoạn bên đường dẫn bên dưới, và cái đoạn cầu lần trước đó chính là cái đoạn cầu cạn. Hôm trước thì mình có quay một cái đoạn video cho các bạn xem bay lay cam á, thì đang thi công đổ bê tông nhựa trên cái đoạn cầu cạn đó. Lúc trước nếu các bạn theo dõi thường xuyên các bạn sẽ thấy được cái đoạn video đó. Bên dưới đường gom ở trong đây thì hiện tại ở bên trong đây thì thấy đã lót những tấm vải địa và cho đá vào nè. Thì cơ bản mình thấy là cái phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang á, là cơ bản là hoàn thành cũng khoảng với tiến độ khoảng cỡ 90% à. Phía trước thì có một anh đang thi công.
đo đạc cái gì á, mình không biết nữa, nó đang thi công á. Như các bạn cũng đã thấy là bên trên cái phần cái đoạn cầu cảng đó, đó thì cũng đã được thảm bê tông nhựa rồi đó. Cái đoạn này thấy mình thấy là cái màu bê tông nhựa rất là mới nè, mình nghĩ chắc là cũng mới thảm gần đây, màu rất là mới sậm nè. Thì cái phần đường dẫn này ở bên dưới này thì cũng sẽ ở giai đoạn 1 là với 4 làn xe nha các bạn. Mà còn thấy là bên trong cái phần cua ve đang thi công đó, đó là phần đường gom, phần đường công vụ á. Thì từ cái mí thường đó cho đến vào cái mí đường ở bên trên này đó thì là cái khoảng của diện tích của đã được giải phóng mặt bằng đó từ trước để chuẩn bị cho sau này giai đoạn 2 thi công mở rộng thêm, là sẽ sử dụng cái phần đất đã được giải phóng mặt bằng trước đó ở bên phải các bạn thấy không đó, để sử dụng sau này cho giai đoạn 2 để mở rộng. Do cái phần đường này là phần đường thi công theo phần đường của cao tốc cho nên là cũng sẽ thi công nhiều cái lớp bê tông nhựa nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là rất là mới nè, chắc cũng thảm bê tông nhựa cái lớp ở vị trí này chắc cũng đâu đó là 5-7 bữa nay mà thôi. Bên dưới thì có một số anh em công nhân đang thi công phần đường gom dẫn sinh bên dưới. Bằng cái cảm quan và bằng con mắt nhìn nhận của mình thì đâu đó là khoảng thử 90% với tiến độ khoảng 90%. Ở đây chuẩn bị cũng để khá là nhiều những tấm vải địa, những tấm bạt trắng nè, để nghĩ là sẽ dùng để lót cho những cái đoạn đường gom đang thi công ở bên dưới. Phần đường dẫn bên phía địa phận Tiền Giang của cầu Mỹ Thuận 2 là dài khoảng 4,3 km và phần đường dẫn bên phía địa phận của tỉnh Vĩnh Long là dài khoảng 0,4 km và cái phần nhịp chính của cầu Mỹ Thuận 2 là dài gần 2 km nha các bạn. Đây là đang chia sẻ cho các bạn về tiến độ của đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang là thuộc cái dự án nằm trong cái tuyến của tuyến cao tốc Bắc Nam. Và dự án này là dự án của cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Rồi đây là chia sẻ của mình về tiến độ hiện tại về cái phần đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang. Các bạn xem video nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.